bao khan đấy Quran cũng bao con nắn chia chia cái từ bài hudal muttaqin nhu hidayah chai to ba chỉ lan cái công tác quá giờ chấp ăn Quran này hồi chấp bài ô ba chỉ lan cái vợ chừng chấp bài hadith là bị chấp bài nào thế này tây nên ukma Islam ok lại bang ông mình gần là ma tổng pi giờ là để khăn thao lại giao Quran Sunnah ở amal ni pao thì đó mới mới chết mà Quran Sunnah ta tua từ lâu bật bẹ mai gần amal ni giờ làm thao bệnh gia là gần ni gia cái tiền gia ukma nó mình không ai phong chiếc pao ukma pao cái ukma mình sẽ ông mình tây nên là biết nó là ukma thao chỉ bắt lông vai pao đi giờ tôi bây mình nuôi từng pi cao làm tuần gia này ngã có pao to thì mới từng pi cao nên nó chết làm nát cái này bao cân lại cạo lỗ lục phi chế ao cân như nó mình à biết lại trong mưa cái cục bao đá trong nếu ông cầm à ông cân chỉ bằng gương tôn giá cái sẽ đang bao hiệp ngày nữa ông cân nó mình bao pha với theo gương tôn giá ta tập pi gương ông cầm à cứ chỉ lan còn gặp hơn cái chữ bạch gầm pi với cái ta đô play guac bé thì chỉ lan giá ở tao chỉ lan xong nó mình